Hello, xin chào quý khán giả của Mạnh Quân trong ngoài nước của kênh Chấp Biết Miền Tây. Thì hôm nay mình hôm nay là gầm tháng 7, mình được sự giúp đỡ của quý Mạnh Thường Quân, đó là một quý Mạnh Quân với tên ở bên Úc hỗ trợ là 300 phần quà, 300 phần cơm và mấy trăm viên chè quý khán giả. Thì chè thì mấy chị em mình hôm qua đã làm, thì chân thành cảm ơn mấy chị em ở trong kênh và ở xóm giềng mình đã đồng hành để làm chè để phát cho bà con ở quê nhà mình. Thì một nữa mình chân thành cảm ơn quý Mạnh Thường Quân và kính chúc quý Mạnh Thường Quân nhiều sức khỏe và mấy chị em trong kênh của mình và mấy hàng xóm của mình thật nhiều sức khỏe để có sức khỏe để đi làm từ thiện và đi phụ bà con. Thì hôm nay bà mình sẽ đi phát cơm, phát chè. Thì bây giờ mình sẽ mời quý khán giả đồng hành cùng mình. Thì rất là đông người đã đứng đây là để nhận đó quý khán giả, nhưng mà đồ mình chưa lên kịp. Đây quý khán giả, 4 giờ mấy, 5 giờ là lại kêu cửa nhà tôi vô phụ họp, nhất là Kim Sưng. Kim Sưng nhà bạn tôi ha, chị ba là ha, ý giám đốc mì. Đây chúng tôi sẽ múc như vậy, qua cái khâu chọn lựa là múc lụm chùm. Có bây giờ mình sẽ mời quý khán giả đồng hành nha. Bây giờ rồi, bây giờ phát ơi không có rồi, bây giờ có chè, có chè rồi khỏi cho. Rồi bây giờ mình phát. Dạ. Cô lấy chai. Ở đâu, ở đâu lận? Rồi ai ăn lên xin chị ơi. Đúng rồi. Ôi bạn. Cô ăn cơm ăn chè. Vậy. Dạ cảm ơn cái sự ấy, nó ngủ. Hết tiền đầu tư rồi. Trước còn tiền đầu tư chứ giờ hết rồi. Cái hộp vậy rồi lấy chê bạch chi nữa. Gian hàng hôm nay rất là đông quý khán giả. Mình hôm nay đông lắm, nhân viên của mình ra phụ cũng đông nữa. Cháu ở trên hè rồi mình tụ tập anh em chị em lại trong xóm mình rất là đông. Là đồ nướng Kim Xuân, chị Ba Gọn, đồ nướng Diền Cường, nước mía của Ý, mi chủ xóm. Rồi đại gia đình nhà tôi đây Kỳ sẽ đi phát. Quá trời, tao nói bây giờ nó dí chúng tôi. Quá trời đông luôn quý khán giả ơi. Đó. Mình phát ngang cái ngã ba chợ Tân Hào. Hôm nay là bà con bán bông đồ này kia rất là đông. Ai quen? Đó. Ờ, 300 hộp cơm nè quý khán giả. Con trai hả? Thuốc cho bà bán. Mua chai hả? Bà bán. Rồi mua thuốc giùm luôn hả? Trời ơi, ta nói. Đó. Rồi đây, đây nhân viên anh em chị em. Anh em phục vụ. À, rất là đông. Dạ không. Giờ neo được, giờ ai có neo đơn
ráng chịu nữa. Công ty nay tài chính chưa có được nhiều, gắn mấy năm tới. Ủa, ai quen cho bắp chuối hả? Không biết, cho cơm cho là bắp chuối, không biết ai đâu. Trời đất ơi, cho hộp cơm cho là bắp chuối luôn. Tả lại cơm mà lấy chè. Đây gian hàng của chúng em rất là đông, quá trời đông luôn quý khán giả ơi. Người là đây chè nhân sầu riêng nha, rất là ngon. À, dạ đây là chè em tặng cho bà con về rằm tháng 7. Lấy cho chị này hộp chè, lấy cho chị hộp chè. Dạ dạ cô vô động cô xin một hộp chè sầu riêng, nhưng sầu riêng rất là ngon hả. À, chứ không biết là không nhiều người ta không biết nhưng gì, nhưng sầu riêng ai ăn sầu riêng được ăn ngang, còn không được tôi không biết sao. Dạ rồi cảm ơn chị. Đó chè sầu riêng rất là ngon, thơm ngon bổ dưỡng, ăn vô một cái mắc cổ. Chè sầu riêng đi, chè sầu riêng đi bà con ơi, mỗi người hộp chè về ăn lấy thảo hả. À, công ty chè sầu riêng của chúng tôi chuẩn bị phá sản. Ừ, cái gian hàng chúng tôi nó đông ghê luôn. Chè sầu riêng bà con ơi, nhưng sầu riêng rất là ngon, không ai nãy không quảng cáo chè sầu riêng nên tao không có biết cái nhân ở trong nhân gì, tưởng nhân đậu, ai về nhân sầu riêng không. Chè nhân sầu riêng nha, chè nhân sầu riêng rất là ngon. Dạ cho anh hộp chè đây nè cậu ơi, đây đây cho hộp chè đây đó, vừa hết cơm, mới hết cơm thật thì ra trễ hết cơm. Hello, xin chào quý mạnh thường quân trong ngoài nước của kênh Cái Biết Miền Tây. Thì hôm nay chị em mình rất là đông nhân viên để ra phục vụ cho bà con cô bác ở quê nhà. Thì một lần mình chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân trong ngoài nước đã hỗ trợ tài trợ cho kênh của mình đi phát chè, phát cơm cho bà con. Hôm nay mình còn 3 hộp cuối cùng của quý khán giả. À, chè này là nhân đậu sầu riêng nha, đậu xanh sầu riêng rất là ngon luôn. À, do chính tay những chị em trong kênh làm á quý khán giả. Một nửa mình chân thành nha, không có tiền, không có sự giúp đỡ của mình quân thì chị em mình cũng đâu có làm ha, đâu hoàn thành được cái này ha. Thì chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân trong ngoài nước rất nhiều, và mình kính chúc quý mạnh thường quân thật nhiều sức khỏe, và mình hẹn quý khán giả vào clip sau. Bye bye. Rồi hết rồi về, có nhiều cái không vậy, cho nãy có bốn chén mà. Ôi ba hộp mà chồng hoài. Trời ơi. Thấy anh không gạo. Trời ơi cho dễ chết.